Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 7. Ngày hôm nay, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đây là dự luật có nhiều nội dung lớn, phức tạp, chuyên môn sâu, mang tính xã hội hóa cao, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp rất rộng. Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu cũng cho ý kiến quy định về chế độ ốm đau, thai sản đối với lao động, về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, độ tuổi trợ cấp hưu trí xã hội. Đi khám thai thì theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới thì khám một chu kỳ là 5 lần. Nhưng mà mình nên chia ra là thai bình thường và thai bệnh lý. Tại vì thai bình thường thì là 5 lần và trung bình một khám chỉ là một ngày thôi. Và có những trường hợp đặc biệt là 2 ngày. Nhưng mà 2 ngày đó là người ta phải chờ kết quả xét nghiệm và người ta quay lại, người ta lấy kết quả. Và thai bệnh lý thì nên để bác sĩ quyết định là nghỉ bao nhiêu. Ban soạn thảo cũng cần nghiên cứu đánh giá bổ sung một đối tượng cần được mở rộng trong quy định của luật bảo hiểm xã hội. Đó là lao động không trọn thời gian, ví dụ như là lao động xe công nghệ. Nếu chiếu theo điều 13 của Bộ Luật Lao động, thì đối tượng này về bản chất là quan hệ lao động. Một bên thì góp công nghệ, một bên thì góp phương tiện hoặc là chỉ góp sức lao động. Nhưng mà dù là công nghệ hay là phương tiện thì đây vẫn là tư liệu sản xuất. Có quản lý về thời gian, về doanh thu, có trả lương qua hình thức sản phẩm. Nên cần bổ sung đây là đối tượng cần tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Liên quan đến quy định mở rộng thêm một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó có chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và người quản lý, điều hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không hưởng lương, đại biểu cho rằng quy định như dự thảo luật, người kinh doanh, người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không hưởng lương sẽ phải gánh hai vai, vừa là người lao động, vừa là người sử dụng lao động, đóng tổng mức 25%. Báo cáo không có số liệu chứng minh rằng nhóm đối tượng này có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không. Vừa qua tôi có thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ dưới hình thức phỏng vấn sâu đối với một số đối tượng là chủ hộ kinh doanh, có đăng ký kinh doanh và người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng lương. Khi được hỏi về quan điểm của họ về việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với tỷ lệ đóng và căn cứ đóng như quy định trong dự thảo luật, thì có đến 70% người được hỏi trả lời là không muốn tham gia, không có nhu cầu tham gia. 30% trả lời là việc tham gia này không nên là bắt buộc mà phải là tự nguyện. Do vậy, tôi cho rằng cơ quan soạn thảo cần phải tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động bởi dự án luật đảm bảo công bằng đối với các đối tượng này so với các đối tượng đóng bảo hiểm xã hội khác, không vì mục tiêu gia tăng số người nộp bảo hiểm xã hội mà bỏ qua nhu cầu và nguyện vọng của các đối tượng. Trên cơ sở cho rằng đây là luật có đối tượng chịu tác động trực tiếp rất rộng, còn những vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau, một số đại biểu đề nghị cần cân nhắc kỹ lưỡng, không quá vội thông qua tại kỳ họp này.